tọa lạc tại số 521 Tự Phước, phường 11, khu Trại Mát, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt Bunny Hill được xây dựng theo mô hình du lịch kết hợp với nông nghiệp. Với diện tích rộng 4 hectare, Đà Lạt Bunny Hill bao gồm nhiều khu vực, từ trang trại chăn nuôi đến trồng trọt. Vườn thú cưng sẽ mang lại những trải nghiệm đầu tiên thật sự thú vị cho du khách, đặc biệt là với các em nhỏ. Khu vực nuôi thỏ được bố trí thoáng mát, hài hòa với thiên nhiên sẽ giúp các bạn nhỏ gần gũi hơn với các loài động vật, hiểu đặc tính sinh trưởng của chúng bằng chính cái nhìn thực tế, không chỉ là những hình ảnh qua sách vở. Khi tới không gian này thì gia đình em thấy rất là hài lòng ạ, tại vì nó ở trên vùng cao và nó rất là mát mẻ. Ngoài ra là giúp cho các bé thì có thể trải nghiệm những cái mà thành phố không có, như là có vườn để cho các bé thu hoạch rau củ, rồi có các bạn thỏ, bạn chó này và bạn mèo để các bé có thể là sờ được tận tay và cho các bạn ăn. Thì qua để các bé chỉ coi qua sách vở thôi, còn ở thành phố mình thì không có điều kiện để mình nuôi, thì làm cho các bé tăng thêm cái tình yêu thiên nhiên động vật nữa. Lúc đó có nhiều bạn vật con thích lắm. Con sẽ là gì? Con sẽ là em bé ngoan. Để sao ta? Để bố mẹ dẫn con đi chơi. Khu vực nông trại Đà Lạt Bunny Hill là nơi sản xuất các loại rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp giữa nông nghiệp và tham quan, bán nông sản tại chỗ. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm nông dân thực thụ bằng cách chăm sóc vườn tược, cùng nhau thu hoạch dâu tây, cà rốt. Trải nghiệm mà để cho các cháu được làm nông trại, nhổ khoai lang, nhổ cà rốt, hái dâu thì các cháu rất là hào hứng và rất là vui. Thì cái này rất là thú vị đối với các cháu và gia đình, đặc biệt các em nhỏ. Bản thân mình rất là thích thiếu nhi và mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được phục vụ cho trẻ. Và cái dịch vụ mình đem đến cho trẻ là trải nghiệm, du lịch và kết hợp với giáo dục. Thứ nhất là khi, đặc biệt đối với những trẻ ở thành phố hiện giờ họ rất là xa lạ, những bé rất là xa lạ với nông thôn là gì, củ cà rốt mọc ra sao, cây ớt chuông nó như thế nào. Thì khi bé đến với nông trại, bé sẽ được tận tay thu hoạch, bé sẽ thấy được nông nghiệp là gì, bé sẽ được tiếp cận với thú cưng và bé sẽ có những cái kiến thức về tự nhiên, về sinh học, về nông nghiệp nhiều hơn. Và chắc chắn là sau một cái chuyến đến Bunny Hill sẽ đem lại một cái ký ức cho bé. Với mong muốn tạo nên những trải nghiệm đặc biệt cho trẻ, chương trình trải nghiệm nông trại tại Đà Lạt Bunny Hill đang thu hút nhiều du khách. Và để giới thiệu nhiều hơn về nông nghiệp hữu cơ, khu vực canh tác nông nghiệp hữu cơ cũng được đưa vào chương trình tham quan. Đủ các loại rau củ quả của Lâm Đồng khi được canh tác hữu cơ đang tạo nên chất lượng rất tốt, đáp ứng nhu cầu cho phân khúc thị trường cao cấp. Hy vọng với việc phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, chương trình trải nghiệm nông trại tại Đà Lạt Bunny Hill sẽ từng bước hoàn thiện hơn, giúp bức tranh du lịch của Lâm Đồng thêm nhiều màu sắc.